Công ty Cổ phần Thương mại Việt An tự hào là đơn vị chuyên cung cấp cho thị trường hàng nghìn dây chuyền hệ thống lọc nước tinh khiết đóng bình, đóng chai cho những đối tác trong và ngoài nước, luôn nâng cấp cải tiến giúp phù hợp với điều kiện nguồn nước đặc trưng tại Việt Nam. Sản phẩm hệ thống lọc nước VACA 10.000, công suất 10.000 lít trên giờ, xuất khẩu của Việt An là sản phẩm được lắp ráp và quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015, được đăng ký độc quyền thương hiệu VA US APEC số 250969 và 250970 tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Hệ thống lọc nước VACA 10.000 có linh kiện nhập khẩu từ Mỹ, Anh, Hà Lan và Hàn Quốc, được lắp ráp tại nhà máy của Việt An ở Hà Nội, Việt Nam. Đây là nhà máy lắp ráp hệ thống dây chuyền lọc nước công nghiệp với diện tích hàng vạn mét vuông, hàng năm có thể cung ứng được hàng ngàn dây chuyền lọc nước cho thị trường nội địa và quốc tế. Sản phẩm VACA 10.000 được phân phối trên toàn quốc với chi nhánh ở Hà Nội, Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột và xuất khẩu sang các nước ASEAN. Model VACA 10.000 xuất khẩu đang là sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu sang các nước ASEAN và thế giới. Model VACA 10.000 xuất khẩu có quy trình lọc nước hoàn toàn khép kín, tự động nên nước thành phẩm có độ sạch tinh khiet đạt tiêu chuẩn Việt Nam 61/2010/BET của Bộ Y tế về vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn quốc tế FDA của Hoa Kỳ nên đủ tiêu chuẩn xuất khẩu ra cộng đồng các nước ASEAN. Dây chuyền composite AutoVan 10.000 lít được làm từ vật liệu composite nên dây chuyền lọc nước có độ bền cơ học cao. Chất liệu composite giúp dây chuyền có khả năng chịu ẩm, nước lợ và nước mặn nên sản phẩm đặc biệt phù hợp với việc kinh doanh và sản xuất nước tinh khiết ở các khu vực ven biển. Dây chuyền hệ thống VACA 10.000 sử dụng AutoVan được thiết kế với khả năng vận hành tự động hoàn toàn, tự bơm và ngắt nước trong suốt quá trình sử dụng. Hệ thống không tốn nhiều nhân công, cùng với đó là hệ thống sục rửa lọc tự động đảm bảo chất lượng nước thành phẩm. Và hơn hết, chất liệu composite cũng giúp việc vệ sinh hệ thống VACA 10.000 vô cùng đơn giản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho nước thành phẩm. Hệ thống VACA 10.000 xuất khẩu sử dụng phương thức tiệt khuẩn 2 lần theo tiêu chuẩn quốc tế với đèn cực tím UV được nhập khẩu trực tiếp từ Hungary, đảm bảo trong việc tiệt khuẩn còn sót lại sau màng lọc RO và tiệt khuẩn do nước bị nhiễm khuẩn trở lại trong quá trình lưu trữ trong bồn chứa. Nhờ có hệ thống đèn UV tiệt khuẩn phòng đảm bảo nên môi trường sản xuất nước được giảm thiểu tối đa việc nhiễm khuẩn trở lại có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng và cũng giúp bình nước lưu trữ được từ 1 đến 2 năm mà không sợ bị rêu mốc. Hệ thống dây chuyền lọc nước VACA 10.000 có thiết kế kiểu dáng công nghiệp rất gọn, tiện dụng giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản hơn rất nhiều cho khách hàng. Hệ thống được thiết kế để chạy liên tục 24/7. Hệ thống dây chuyền lọc nước VACA 10.000 còn có hệ thống điện tự động vận hành toàn bộ quy trình sản xuất nước tinh khiết, tự động ngắt khi có sự cố về điện và hệ thống này còn được kết hợp với hệ thống tạo khí ozone công nghiệp để tuyệt khuẩn vỏ bình, vỏ chai trước khi đưa vào chiết rót nhằm đem lại nguồn nước an toàn. Tùy theo mục đích sử dụng, vị trí địa lý và chất lượng nguồn nước mà hệ thống dây chuyền lọc nước có nhiều loại khác nhau. Theo nguồn nước chia ra hai loại, có loại chuyên dùng cho những vùng nước bị nhiễm mặn, lợ như VACA 10.000 hoặc VACC 10.000, có loại chuyên dùng cho nước ngọt như VAIA 10.000, VAIC 10.000 hay VACA 10.000 hoặc là VACC 10.000. Theo mục đích sử dụng chia ra nhiều loại, để chạy thận có thể dùng VAIA 10.000, để làm nước đóng bình chai có thể dùng tất cả những model trên, để dùng cho tráng phủ kim loại lại dùng VACC 10.000. Khi lọc theo vị trí địa lý, có thể xác định hai vùng điển hình. Nếu ở thành phố thì thường dùng VAIA 10.000, VAIC 10.000, còn ở nông thôn thì lại thường dùng VACA 10.000 hay VACC 10.000. Để hỗ trợ cho hoạt động của sản phẩm chính, Việt An cũng cung cấp thiết bị phụ trợ mà khách hàng có thể đầu tư thêm như máy chiết rót đóng bình với công suất 300 bình 20 lít trên giờ trở lên và máy chiết rót đóng chai công suất từ 4.000 chai 500 ml trên giờ trở lên, chất liệu bằng 100% inox, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Máy được nhập khẩu hoàn toàn, đảm bảo chất lượng luôn tốt nhất. Để tìm hiểu rõ hơn về hệ thống dây chuyền lọc nước composite 10.000 lít trên giờ, khách hàng có thể truy cập vào website vavietan.com hoặc liên hệ hotline các chi nhánh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột.